Xác định cơn bão số 10 hoạt động rất phức tạp, chiều nay Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức họp khẩn nhằm lên các phương án đối phó với cơn bão này. Mặc dù bão di chuyển chậm nhưng do hình thành ngay trên Biển Đông nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với tàu thuyền. Tại buổi họp, cơ quan khí tượng đưa ra lượng mưa mà bão số 10 gây ra đạt từ 300mm, thậm chí có điểm lên đến 400mm, nên việc quan trọng nhất là cần đảm bảo an toàn hồ chứa ở khu vực Trung Trung Bộ. Sau bão số 8, mực nước lũ ở hệ thống các sông vẫn còn cao, trong khi đó nhiều hồ chứa đã đầy nước đang tiến hành xả tràn. Nếu bồi tiếp thêm cơn bão này, khả năng ngập úng là rất cao. Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng lên phương án đối phó, thu hoạch lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng, đảm bảo an toàn các hồ chứa, kiểm tra các hệ thống ngầm tràn, nghiêm cấm các phương tiện qua lại khi mưa lớn, không để tái diễn các trường hợp đáng tiếc như cơn bão số 8. Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến thời điểm này, biên phòng các tỉnh phối hợp với các địa phương thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho hơn 32.000 phương tiện với hơn 176.000 người biết diễn biến bão để chủ động phòng tránh. Hiện 38 phương tiện đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa gặp nguy hiểm đang di chuyển nhanh về bờ.